sáu loại thực phẩm hàng ngày tốt cho sức khỏe, và loại thứ sáu là loại mà các bạn vẫn đang sử dụng hàng ngày nhé. Thứ nhất là sữa chua. Sữa chua chứa rất nhiều canxi và vitamin D và nó tốt cho sức khỏe răng miệng và tốt cho cả niêu nữa. Ngoài ra thì hãy lưu ý là hạn chế dùng sữa chua mà có đường nhé. Nên chúng ta sẽ ưu tiên những loại sữa chua không đường. Thứ hai là phô mai. Phô mai là một trong những loại thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe răng miệng, và nó cũng như sữa chua, nó có thành phần là canxi, nó sẽ giúp bảo vệ môi trường răng. Thứ ba là táo. Táo thì có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất. Ngoài ra thì táo còn có một cái lượng chất xơ giúp làm sạch cái thức ăn mà bám trên bề mặt răng, và điều đó cũng giúp hạn chế cái tình trạng sâu răng. Và thứ tư là trà xanh. Trà xanh thì có chứa tannin, ngoài ra còn có chứa fluor. Nó sẽ giúp hỗ trợ cho cái việc mà bảo vệ men răng, giúp tạo ra một lớp màng bảo vệ, giúp cho cái tình trạng nha chu cũng trở nên tốt hơn. Và thứ năm đó là cá, đặc biệt là các loại cá biển như là cá thu, cá hồi. Những loại cá trên đều có chứa vitamin D, ngoài ra còn chứa omega 3, và những cái sản phẩm này thì sẽ rất là tốt cho cái môi trường nha chu của trong miệng, chính là cái môi trường lợi ở xung quanh để bảo vệ răng. Và thứ sáu đó chính là trứng. Sự thiếu hụt canxi nó sẽ dẫn đến hình thành cái việc mà chất lượng men răng kém và gây ra những cái tình trạng thiểu sản men ngay từ trong thời kỳ bào thai, nên trong những giai đoạn này là chúng ta cũng nên bổ sung đầy đủ canxi, đặc biệt là những sản phẩm từ trứng sẽ giúp cho cái chất lượng men răng trở nên tốt hơn. Trên đây là sáu loại thực phẩm mà sẽ rất tốt cho răng miệng. Nếu các bạn có những câu hỏi nào hoặc thấy có những loại thực phẩm nào cũng tốt cho răng miệng thì hãy đóng góp vào comment bên dưới cho bác sĩ Cường nhé. Và bác sĩ Cường sẽ đồng hành cùng các bạn trong việc bảo vệ hàm răng để trở nên chắc khỏe và trắng sáng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.